bạn đến với chương trình giới thiệu các trường tại Mỹ của công ty Tân Đại Dương hôm nay. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn thông tin về trường đại học Seattle Pacific và trung tâm Anh ngữ liên kết tại trường, trung tâm Anh ngữ ICE. Chương trình Anh văn tại trung tâm Anh ngữ ICE đào tạo các kỹ năng tiếng Anh đáp ứng yêu cầu thành thạo ngôn ngữ. Lớp học thì với quy mô nhỏ chỉ từ khoảng 12 học sinh trên một lớp học và tối đa là 17 học sinh. Chương trình giảng dạy thì rõ ràng và giáo viên thì giàu kinh nghiệm. Các bạn sẽ được tiếp cận với các sự kiện cũng như các dịch vụ của trường ngay tại khuôn viên của trường. Chất lượng chương trình chuyên nghiệp và đảm bảo được công nhận bởi tổ chức CEA. Đôi nét về trường đại học Seattle Pacific thì trường được thành lập năm 1891. Trường có truyền thống lịch sử lâu đời và danh tiếng về đạo Thiên Chúa Giáo, là nơi đào tạo thành những người truyền giáo tâm huyết. Trường thì giảng dạy khoảng hơn 3.800 sinh viên. Trường bao gồm các trường cao đẳng nghệ thuật và khoa học như là mỹ thuật, nhân văn, khoa học và kỹ thuật, khoa học hành vi xã hội và một số trường khác, kinh doanh và kinh tế hay là giáo dục, khoa học y tế, tâm lý học, gia đình và cộng đồng, thần học. Và để được tham khảo chi tiết hơn về cái thông tin học phí của trường thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com, và hoặc là để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục hồ sơ cũng như là điều kiện đầu vào thì các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, ở địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hai địa chỉ ở quận 5 ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Nha Trang. Và các bạn cũng lưu ý rằng Tân Đại Dương không có bất kỳ chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ ngoại du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng chia sẻ niềm vui với em Nguyễn Văn Sĩ vừa nhận được visa du học Mỹ nóng hổi trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với Sĩ nhé. Chị chào Sĩ. Dạ, em chào chị Trang. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Sĩ, năm nay em 20 tuổi. Hiện tại em đang học trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh. Em thích nghe nhạc và đọc truyện. Em thích đá bóng thôi. Cái cảm nhận của Sĩ khi nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào? Dạ, em rất là vui. Dạ, vì vui lắm. Ai là cái người chia sẻ cái niềm vui này đầu tiên với em? Dạ, đó là anh của em. Vì anh của em chở em đi lên tới đó. Dạ. Mình đã thông báo cái niềm vui này với gia đình chưa? Dạ rồi, đọc cái là thông báo luôn. Không cần để nó ngủ đúng không? Dạ. Cho chị hỏi là ở Việt Nam thì Sĩ đang học chương trình gì ạ? Dạ, em đang học cao đẳng của trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh. Em học chuyên ngành công nghệ thông tin. Vậy thì qua Mỹ mình có học tiếp công nghệ thông tin không em? Dạ có. Qua đó em học trường University of St. Thomas. Trong 15 năm qua trường được US News and World Report đánh giá là những trường hàng đầu tại miền Tây Hoa Kỳ. 94% giảng viên đều có bằng cấp thạc sĩ và tiến sĩ cao nhất trong lĩnh vực của họ. Trường Sam University of St. Thomas còn được ví như là một ngôi sao sáng ở thành phố Houston. Trường đã có hơn 70 năm kinh nghiệm giảng dạy, một trường đại học công giáo đầu tiên và lớn nhất ở thành phố Houston. Ký túc xá cũng nằm ở ngay trong khuôn viên trường. Thì qua đó mình có ký túc xá của trường? Dạ có, em ở ký túc xá ở trong trường. Ký túc xá trong trường nó sẽ dạ tiện hơn. Dạ. Vậy lý do tại sao Sĩ lại chọn Mỹ đi du học? Dạ, thì ước mơ của em sau này sẽ được trở thành kỹ sư máy tính. Dạ. Thì em và em biết Mỹ là một nước có nền giáo dục tốt nhất trên thế giới và ngành vi tính của Mỹ cũng đứng đầu trên thế giới. Tiếng Anh của Mỹ là tiếng Anh giọng Mỹ là phổ biến nhất, nên rất tốt cho công việc sau này của em. Dạ, khí hậu ở Texas thì cũng rất giống Việt Nam nên rất tốt cho sức khỏe và cho việc học tập của em. Vậy thì qua Mỹ thì mình có cái kế hoạch học tập như thế nào sẽ ha? Qua bên đó là em sẽ học tiếng chương trình tiếng Anh IELTS 1 năm và 4 năm còn lại là em sẽ học ngành công nghệ thông tin ở trường University of St. Thomas. Và sau khi học xong thì em muốn trở về Việt Nam và được làm trong công ty Intel của Mỹ ở Việt Nam. Mình đã có mục tiêu nhắm trước rồi. Dạ. Cái cảm nhận của Sĩ là mà sao được tăng đại dương như thế nào? Dạ, thì lúc đầu là em cũng bỡ ngỡ, em không biết gì hết á. Dạ, cái là ngày đầu tiên thì cậu dẫn em lên đây thì gặp chị Thúy, người tư vấn cho em học phỏng vấn với anh cô thì rất là vui. Dạ.
anh coi chị bảo tận tình cho em. Không có gì thì anh coi, không biết gì thì anh coi đều chỉ cho em hết. Học phỏng vấn với chị Thúy thì chị Thúy test tiếng Anh với cho em, nhưng mà có chị Ngọc nữa, chị Ngọc là hướng dẫn em tiếng Anh rồi test tiếng Anh cho em. Rồi học với anh Bảo Anh thì học anh Bảo Anh rất là vui. Anh Bảo Anh thì lúc đầu nhìn cũng bình thường à, nhưng mà để tóc dài nhìn đẹp trai lãng tử luôn. Và anh dạy cho em học tâm lý, biết tâm lý lãnh sự như thế nào, rồi cũng chỉ cho em cách nói trả lời phỏng vấn làm sao. Anh Bảo Anh cũng hướng dẫn em mang đồng phục như thế nào cho học cho đẹp với anh ta. Như là tư vấn về cái tâm lý trước khi vào phỏng vấn, rồi tư vấn về trang phục. Qua đâu thì mình biết được trường hợp của Tân Đại Dương sẽ Em có người họ hàng cũng làm ở đây, cũng làm ở Tân Đại Dương và cũng đã đậu visa rồi. Bạn giới thiệu đón cho em rồi em đến đây em vào. Giờ em có visa rồi, cho nên bạn nào có ý định đi du học Mỹ thì cứ liên hệ với công ty Tân Đại Dương. Công ty Tân Đại Dương sẽ hỗ trợ hết mình cho các bạn. Chị cảm ơn những chia sẻ của chị trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, và chúc em qua Mỹ học tập thật tốt, và khi nào mà có dịp về Việt Nam thì ghé Tân Đại Dương để làm một cái clip chia sẻ với các bạn du học sinh về cái đời sống cũng như là sinh hoạt của du học sinh bên Mỹ thì như thế nào ha. Em cảm ơn chị Sa và cảm ơn công ty Tân Đại Dương, nhất là anh Khôi, chị Thúy, chị Ngọc và anh Bảo Anh đã giúp em, và tất cả các anh chị trong Tân Đại Dương đã giúp em hết mình trong việc phỏng vấn cũng như là xin visa du học Mỹ. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa lắng nghe sĩ chia sẻ về quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.